Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, công an là người đại diện cho pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Thế nhưng vụ việc một đại úy công an đứng nhìn tài xế vật lộn bắt cướp đã rúng động dư luận. Chi tiết vụ việc ra sao, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Đại úy công an đứng nhìn tài xế xe sang vật lộn với cướp. Ngày 21 tháng 5, Giám đốc Công an Hà Nội có công văn yêu cầu lực lượng công an thủ đô chấn chỉnh điều lệnh, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ chịu trách nhiệm trước giám đốc nếu để xảy ra sai sót vi phạm. Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi vụ việc đại úy Nguyễn Văn Lâm, cựu cán bộ công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thờ ơ và thiếu trách nhiệm khi đứng nhìn tài xế taxi vật lộn khống chế tội phạm mà không can thiệp, hỗ trợ bắt giữ. Theo Công an Hà Nội, chiều 16 tháng 5, đại úy Lâm đi làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân lưu động. Khi đến đường Sienco 5 thuộc xã Cự Khê, anh Lâm phát hiện tài xế taxi Nguyễn Trần Minh bị đâm trọng thương, nhưng vẫn khống chế tên cướp mang lệnh truy nã nguy hiểm. Lúc đó, đại úy Lâm đứng nhìn và gọi điện thoại cho công an xã để xin chi viện, không lập tức tiếp cận, phối hợp bắt giữ kẻ tội phạm. Việc làm của đồng chí Lâm không phù hợp, thể hiện sự non kém về nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm và ý thức phục vụ nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng. Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá. Để chấn chỉnh khắc phục, không để xảy ra các vụ tương tự, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự giác, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần, coi trọng danh dự, tư cách. Công an thành phố yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ vận dụng thành thạo, nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng xử lý đối với từng tình huống, vụ việc cụ thể. Phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn uy tín của người chiến sĩ công an, Thứ trưởng các đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định. Theo điều tra, ngày 23 tháng 4, Đặng Phạm Sáu, 51 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn nên dùng dao đâm chết con trai của chủ tiệm cầm đồ ở huyện Cẩm Thụy rồi bỏ trốn. Ngày 28 tháng 4, Sáu bị công an Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Chiều 16 tháng 5, Sáu trốn ra Hà Nội và thuê taxi của anh Nguyễn Trần Minh tại khu vực cầu Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, yêu cầu chở đi Thanh Hóa. 16 giờ cùng ngày, Sáu dùng dao tấn công anh Minh. Tài xế cùng bị can ra khỏi xe rồi vật lộn dưới đường. Anh Minh hô hoán và khống chế Sáu cho đến khi được dân hỗ trợ. Ngày 17 tháng 5, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Nguyễn Văn Lâm về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện này. Theo án kỷ luật, Lâm sẽ không trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc của người dân. Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip việc tài xế vật lộn với tên cướp có dao. Thời điểm đó có nhiều người dân chứng kiến. Ngoài ra, còn có một người mặc trang phục cảnh sát đứng nhìn. Anh này đi quanh và bấm điện thoại, không có hành động nào hỗ trợ. Clip được xác định là diễn biến vụ cướp tài sản taxi do Đặng Phạm Sáu, 51 tuổi ở Thanh Hóa, đối tượng đang trốn truy nã tội giết người gây ra. Tên cướp bị tài xế taxi, nạn nhân chống trả, vật lộn dưới đường một lúc thì có một người dân vào hỗ trợ cùng khống chế. Tài xế bị vết thương vùng ngực, được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau khi có thông tin về clip trên, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh. Người đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp là đại úy Nguyễn Văn Lâm, công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Trước đó 16 giờ 20 chiều 16 tháng 5, người dân lưu thông trên đường Sienco 5, khu đô thị Thanh Hà, đoạn gần cây xăng cũ giáp danh huyện Thanh Oai và quận Hà Đông, đã nghe tiếng chi hô cướp cướp của một tài xế taxi G7 biển kiểm soát 30A388XXX. Tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay trong quá trình giằng co. Tài xế taxi đã thoát ra ngoài chi hô kêu cứu, vật lộn với tên cướp. Chia sẻ với phóng viên anh Nguyễn Trần Minh, tài xế taxi cho hay nếu không chống lại tên cướp, anh có thể bị giết. Tài xế taxi kể về giây phút vật lộn với tên cướp ở Hà Nội. Chia sẻ với truyền thông, anh Minh cho hay hơn 14 giờ ngày 16 tháng 5, khi lái xe từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự của Long Biên, Hà Nội, thì gặp người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi chai, đeo kính, bịt khẩu trang. Sau này được xác minh là Đặng Phạm Sáu vẫy xe. Khi đi đến ngõ 49 Đức Giang, người này yêu cầu anh Minh đi theo đường tàu để ra làng Thượng Cát, vào nhà một cậu em. Đến nơi, anh ta xuống xe, vào phía trong rồi đi ra vứt lên xe một túi sách tối màu và một chiếc áo bỏ. Tuy nhiên, anh Minh cho hay, nơi gã này vào là một quán nước và không gặp ai cả. Sau đó, gã nói cho về huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền nợ cá độ bóng đá rồi quay ra Hà Nội ngay. Thấy khách bảo đi trở về huyện Cẩm Thủy, anh Minh bật bản đồ đi theo Google Maps, đi qua cầu Thanh Trì. Khi di chuyển đến gần khu vực đường Sienco, anh nhận được tin nhắn của vợ thông báo việc anh để quên giấy tờ xe ở nhà. Lúc đó, tài xế Minh nhận định không có giấy tờ thì không đi xa được nên muốn quay về nhà lấy. Tuy nhiên, khách nói cứ chở em đi.
Anh Ninh nhất định bảo không được, giấy tờ không có, đang dịch bệnh thế này, người ta bắt cả người cả xe thì chết. Tài xế Minh kể tiếp, khi đỗ xe tại vị trí đường Sienco, trong đầu anh có linh cảm bất thường từ vị khách lạ. Vừa lúc đó vợ anh gọi điện, trong lúc nghe điện thoại anh Minh vẫn quan sát vị khách và thấy người này có vẻ khác thường, không phải là dân lao động. Theo lời anh Minh, lúc đó là 15 giờ nên có bảo với khách về đến huyện Cẩm Thủy cũng phải 18 giờ. Tôi có nói anh ta xuống đi xe khác cho nhanh vì nếu quay về lấy giấy tờ sẽ mất thời gian, anh Minh nhớ lại. Đúng lúc đó, tài xế Minh nghe thấy tiếng động. Rồi bất ngờ, vị khách rút một con dao dạng chọc tiết lợn đâm trúng ngực anh, bị thương tích, song anh vẫn phản công lại giằng co trong xe. Anh Minh cho hay, nếu cứ giằng co sẽ mất nhiều máu và có thể ngất trong xe nên đã bật chốt, đạp cửa ra ngoài rồi tiếp tục vật lộn với tên cướp. Vừa lộn dưới đường, anh vừa chi hô, cướp cướp. Lúc đó, có nhiều lái xe ô tô đi qua nhưng không ai dừng lại. Tiếp đó, một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim. Anh Minh cũng cho hay, khi vật lộn với tên cướp có người đàn ông mặc sắc phục công an. Sau này được xác định là Đại úy Nguyễn Văn Lâm, công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đứng nhìn và bấm điện thoại. Khi thấy tài xế Minh đã khống chế được tên cướp, một người công nhân tới giữ giúp và bảo anh đi cấp cứu. Mọi người sẽ giữ tên cướp để chờ công an xử lý. Sau đó anh Minh được một người dân địa phương trở vào viện cấp cứu. Cùng thời điểm, có một xe bán tải của công an đi tới hiện trường vụ cướp. Sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi nghĩ mình mặc áo đồng phục taxi vừa giằng co vừa hô hoán thì chắc mọi người sẽ hỗ trợ. Nhưng không, anh Minh nói. Anh chia sẻ, nếu lúc đó không chống trả, chắc đã bị giết chết rồi. Ngày 7 tháng 10 năm 2019, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 37 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo, trại giam Long Hòa 7 năm tù. Nguyễn Minh Huân, 27 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo trại giam Long Hòa 5 năm tù. Và Châu Minh Nhật, 23 tuổi, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an 5 năm tù, cùng về tội dùng nhục hình quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trước đó, sau một ngày xét xử, chiều 4 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức, Long An đã tạm ngưng phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 xét xử vụ án quản giáo dùng nhục hình khiến một phạm nhân tử vong xảy ra tại trại giam Long Hòa, huyện Bến Lức, Long An vào tháng 10 năm 2017. Trong ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bến Lức đã đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 2 đến 3 năm tù giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhật về tội dùng nhục hình quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, đại diện bị hại yêu cầu hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo với mức án nặng hơn, áp dụng khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù đối với các bị cáo. Việc Kiểm sát Nhân dân huyện Bến Lức đã đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 2 đến 3 năm tù giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhật về tội dùng nhục hình. Theo hồ sơ vụ án, ngày 20 tháng 10 năm 2017, trong quá trình làm việc, ba cựu quản giáo gồm Nguyễn Phước Thuận, 36 tuổi, Nguyễn Minh Huân, 26 tuổi và Châu Minh Nhật, 22 tuổi, gọi năm phạm nhân mới nhập trại lên hỏi lý do bỏ lao động, có thái độ chống đối lao động và không tiếp thu sự giáo dục. Trong số các phạm nhân được hỏi có Lại Quốc Hát, 17 tuổi. Sau khi phạm nhân Hát đưa ra lý do bị đau bụng nên đi lao động muộn, liền bị quản giáo Thuận bắt nằm sấp dưới nền để quản giáo Huân, Nhật đánh. Khoảng 11 giờ sau khi bị đánh và tra hỏi, 4 phạm nhân được cho ra ngoài lao động. Riêng phạm nhân Hát bị Thuận giữ lại phòng làm việc để tiếp tục hỏi. Do không nhận tội nên Hát bị Thuận đè xuống nền nhà, cùng Nhật dùng còng số 8 còng hai tay, dùng gậy cao su đánh vào mông và đùi của Hát. Nhật và Huân cũng tham gia đánh Hát như Thuận. Sau đó Hát bị còng vào vách lưới B40. Đến 13 giờ 25 phút, Thuận phát hiện Hát ngất xỉu nên tháo còng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên Hát tử vong trên đường đến bệnh viện. Quản giáo Thuận bị bắt giam sau đó. Tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại trại giam Long Hòa, tuyên phạt bị cáo Thuận 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Huân 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Nhật 2 năm tù cùng về tội dùng nhục hình. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Huân và Nhật kháng cáo vì cho rằng mức án xử quá nặng, xin giảm nhẹ. Gia đình bị hại Hát cũng kháng cáo và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của Hát. Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm. Sau một ngày xét xử, phiên tòa tạm hoãn, đến ngày 21 tháng 12 thì tiếp tục xét xử và tuyên án.
Ngày 21 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên hủy toàn bộ bản án mà Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức tuyên trước đó do vi phạm các quy định trong tố tụng cũng như thiếu sót trong quá trình điều tra, trả hồ sơ để xét xử lại từ đầu. Theo hội đồng xét xử, cơ quan điều tra có thiếu sót nghiêm trọng khi không thu giữ vật chứng là phương tiện mà các bị cáo dùng vào việc phạm tội, chưa thực hiện thực nghiệm điều tra để xác định vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo và những người liên quan để đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Vừa kết thúc bữa trưa, nạn nhân H cùng các phạm nhân khác di chuyển về phòng thì đột nhiên ôm bụng ngã khuỵu giữa đường. Anh H nhanh chóng được đưa về phòng y tế. Mặc dù phản ứng hỗ trợ đã nhanh nhất có thể, nhưng chỉ sau 15 phút, nạn nhân có biểu hiện mất tỉnh táo, lịm dần và tắt thở ngay trên xe cấp cứu. Thu thập thông tin từ những phạm nhân cùng phòng, xác nhận nhiều ngày trước đó anh H không hề có biểu hiện đau bụng, biểu hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Biết thông tin, ngay lập tức đội giám định pháp y được điều động đến bệnh viện Việt Đức, nơi tiếp nhận nạn nhân. Với những trường hợp tử vong đột ngột, tiếp cận tử thi càng sớm càng dễ dàng cho việc tìm ra nguyên nhân. Và như vậy còn giúp nhanh chóng giảm tải áp lực cũng như lo lắng cho những người thuộc liên đới trong trường hợp nhạy cảm như vậy, giám định viên cho biết. Thế nhưng, dù với vốn kinh nghiệm dày dặn, giám định viên Hồ Kim Châu cũng không khỏi bất ngờ khi tiếp xúc hồ sơ cũng như nắm được tình tiết, diễn biến vụ việc. Tiếp xúc và bước đầu quan sát, tử thi lại càng khiến ông suy nghĩ khi biểu hiện bên ngoài tử thi hoàn toàn không có dấu hiệu rõ nét, biểu hiện ngộ độc không rõ ràng. Trước diễn biến phức tạp và hoàn cảnh nhạy cảm như vậy, hàng loạt những nghi vấn được đặt ra. Là một vụ giết người, là đầu độc hay ám sát? Nếu như vậy thì động cơ và cách thức thực hiện như thế nào trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt ở khu vực trại giam? Và nếu thực sự là một vụ ám sát thì sẽ kéo theo hàng loạt những cán bộ, công nhân viên quản lý tại trại giam ngày hôm đó bị truy cứu trách nhiệm. Một lần nữa, ngoài việc làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết, trên đôi vai của người làm giám định còn là sinh mệnh chính trị của không ít người. Trong lúc đang ngổn ngang với những suy đoán chủ quan từ biểu hiện bên ngoài, đội giám định chuẩn bị giải phẫu thì phát hiện có dịch đỏ vàng rỉ ra từ hậu môn của tử thi. Thoạt tiên phỏng đoán là do trĩ, bệnh lý vùng hậu môn, nhưng linh cảm của người có kinh nghiệm lâu năm lại mách bảo rằng đó chính là dấu hiệu dẫn đến nguyên nhân tử vong cần phải làm rõ trong sự vụ lần này. Quá trình giải phẫu được thực hiện, khu vực ổ bụng được tập trung hơn bao giờ hết. Bộ phận tiêu hóa cần được cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng. Và đúng như linh tính, khi xem xét đến trực tràng, phát hiện trong bóng trực tràng đang có hiện tượng hoại tử, xuất hiện dịch tiết ra ngoài, tuy chậm nhưng liên tục. Không chờ đợi thêm, đoạn bóng trực tràng hoại tử được tách riêng để phân tích. Đến khi rạch đoạn trực tràng đó ra, phát hiện một khối có dạng hình trụ khoảng 14cm, khá chắc, được bọc ngoài bằng lớp ni lông màu xanh đã bục và để lộ ra ngoài nhiều sợi ngắn dài màu vàng nâu ướt sũng. Cân khám nghiệm được xấp xỉ 190 gram. Nhận thấy sự hồi hộp của người viết, vị giám định viên im lặng một hồi rồi cho hay. Khối hình trụ được bọc bởi hai lớp ni lông khá chắc, khi rạch ra phát hiện thấy toàn bộ là sợi thuốc lào. Và cùng đó là hai chiếc bật lửa được nén vào giữa. Khi làm rõ bọc ni lông, bản thân cũng đã có thể chắc chắn được nguyên nhân tử vong của nạn nhân, thì cũng là lúc kết quả xét nghiệm máu đến tay. Quả thật, khi thấy những sợi bọc thuốc lào ấy, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Ông Châu nhớ lại. Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử pháp y, không chỉ trong nước, về nguồn cơn phát sinh nhiễm độc. Theo ông Châu, có lẽ do quá nhung nhớ người bạn thuốc lào mà anh H đã nghĩ ra cách giấu giếm khôi hài như vậy. Lượng sợi thuốc lào này khá lớn nên anh H đã bọc lại theo hai chiếc bật lửa thành khối hình trụ và đặt sâu phía trước trong trực tràng qua lối hậu môn. Mỗi khi có nhu cầu sẽ lấy ra dùng dần. Nhưng có thể vì sơ suất đã làm bục hai lớp ni lông bao phía ngoài. Qua vết bục của ni lông, sợi thuốc lào tuột ra ngoài và ngấm ướt. Các thành phần hóa học ngấm trực tiếp vào máu qua niêm mạc ruột gây ra ngộ độc. Chính bởi ngấm trực tiếp vào máu nên hiện tượng ngộ độc diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần. Bằng chứng là kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy trong máu có xuất hiện nicotine nồng độ cao. Vẫn biết theo phong tục của nhiều vùng ở Việt Nam, nhắc đến miếng trầu mà không nhắc đến thuốc lào sẽ là một thiếu sót lớn. Phụ nữ ăn trầu, đàn ông rít thuốc. Ống điếu thuốc lào gắn bó với họ lúc vui, lúc buồn, thậm chí suốt cả cuộc đời. Không ít người còn cho rằng hút thuốc lào không độc bằng hút thuốc lá.
Nhưng thực tế trong thuốc lào lại có hàm lượng nicotine lên tới khoảng 9%. Chất này chiếm khoảng 2-16% thành phần trong khói thuốc và nó cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường, khoảng từ 1-3%. Thói quen hút thuốc lào từ khi nào đã trở thành thú nghiện, khiến những người chót mang trong mình thói quen bầu bạn với thuốc lào trong một số môi trường đặc biệt loay hoay tìm cách khắc phục. Để rồi vô tình dẫn đến những cái chết đáng tiếc như của anh Hắt, một phạm nhân đang trong thời gian thi hành án. Có thể nói trong suốt khoảng 40 năm làm nghề đến nay, bản thân đã gặp cũng như nghiên cứu nhiều trường hợp có nguyên nhân dẫn đến tử vong kỳ quặc. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào quên được trường hợp hãn hữu của nạn nhân Hắt, một tù nhân bị tử vong do ngộ độc vì nicotine ngấm qua trực tràng. Giám định viên Hồ Kim Châu, Viện Pháp y Quốc gia khẳng định. Phạm nhân thức dậy lúc 6 giờ sáng theo cảnh báo thức của trại giam, sau đó được ăn sáng và 7 giờ thì tỏa về các đội lao động. Giờ báo thức của mùa hè sẽ sớm hơn 30 phút. Phạm nhân lao động tại xưởng khâu bóng của trại giam Suối 2, Bộ Công an, Ba Vì, Hà Nội. Tiền công sẽ được tích vào sổ lưu ký của từng người. Phạm nhân được phép mua những đồ thiết yếu trong khoản tiền lưu ký đó. Xưởng làm chổi đót tại trại giam Suối 2, thông thường những phạm nhân sức khỏe kém hơn sẽ được bố trí làm các công việc trong nhà. Trong khi đó, các phạm nhân có sức khỏe tốt hơn sẽ làm công việc ngoài trời như xây dựng hoặc trồng rau. Trại giam Suối 2 còn có vườn thanh long ruột đỏ do phạm nhân chăm sóc cho năng suất rất cao. Phạm nhân nữ thì hầu hết lao động ở các xưởng may. Ở trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an Hải Dương, nữ phạm nhân có nhu cầu làm đẹp được tạo điều kiện. Nên khi đi lao động, nhiều phạm nhân vẫn trang điểm như bên ngoài xã hội. Cháu bé duy nhất là con của phạm nhân ở trại giam Hoàng Tiến theo mẹ vào trại, được các nữ cán bộ trông nom chăm sóc hàng ngày. Một góc buồng trại giam của phạm nhân nữ ở trại giam Hoàng Tiến. Mỗi phạm nhân được một ô ứng với diện tích để túi tư trang. Theo chuẩn thì mỗi phạm nhân được diện tích 2m2, nhưng hầu hết các trại giam đều quá tải. Nên thông thường phạm nhân nằm trong phạm vi 1,6m2. Phạm nhân ăn trưa lúc 11 giờ, cơm canh được chia thành từng suất riêng. Mỗi tuần, phạm nhân được ăn 2 bữa có thịt. Chia cơm cho phạm nhân đang điều trị tại bệnh xá thuộc trại giam Hoàng Tiến. Việc đưa cơm do các phạm nhân tự giác phụ trách. Sau giờ nghỉ trưa, các phạm nhân tiếp tục quay lại lao động vào lúc 13 giờ chiều. Phạm nhân cải tạo tốt, chấp hành nội quy của trại sẽ được định kỳ gặp thân nhân. Phạm nhân được nhận quà thăm nuôi từ người thân. Thông thường trong trại giam, phần lớn phạm nhân biết chia sẻ với nhau, có tinh thần tương hỗ, giúp đỡ lẫn nhau rất cao. Các cán bộ quản giáo cho biết trại giam cũng giống như một xã hội thu nhỏ. Ngoài việc bị hạn chế những quyền nhất định, thì cuộc sống của phạm nhân cũng muôn màu muôn vẻ như bên ngoài vậy. Dẫn cuối, những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.